Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 989 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2019-2020. Theo đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2019-2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ban ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được giao chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đối với lực lượng công an, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân, không lái xe sau khi uống rượu bia, sử dụng chất ma túy, không sử dụng điện thoại khi lái xe. Phối hợp với các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học. Song song đó, cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Chú ý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, đặc biệt đối với trẻ em. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người, bị thương 11 người. So với tuần trước, tai nạn giao thông tăng 5 vụ, số người chết tăng 4 người, số người bị thương tăng 6 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, một vụ do không chú ý quan sát, một vụ do lưu thông không đúng phần đường, hai vụ do lưu thông ngược chiều, không đi bên phải theo chiều đi, hai vụ do vượt quá tốc độ, một vụ do vượt xe không đảm bảo an toàn, một vụ do chuyển hướng không đảm bảo an toàn, 6 vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 938 trường hợp, trong đó có 232 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.070 trường hợp với tổng số tiền phạt gần 737 triệu đồng, tạm giữ 246 xe mô tô, ô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 126 trường hợp. Một điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.